này chúng ta là hai chó. À không, không, hải cậu. Thằng canh con này. Và chào mừng em quay trở lại với channel Pop Pro. Chào cả chị em luôn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với con game Fit and Grow Fish. Và đây, nhân vật chính của chúng ta đây. Hôm nay anh em mình sẽ chơi con hải cẩu anh em nhá. Đấy, bây giờ tôi mới để ý là từ trước đến nay chưa bao giờ anh em chơi con hải cẩu này. Mặc dù đây cũng là một con rất là hay. Anh em có thấy không? Đây là anh em mình đang là hải cẩu non anh em nhá. Đấy, mặc dù là sinh ra là cũng là phận chó. Thế nhưng mà chúng ta lại sống ở dưới biển. Và tính ra là mắt cái con hải cẩu của tôi bị lác hay sao ấy, kiểu nhìn hai bên hai hướng khác nhau. Đấy. Ở đằng xa xa kia tôi lại còn thấy cả một cái con hải cẩu đang chơi cái trò trồng cây chuối. Hay là đang chuẩn bị nhảy cầu thì lại kẹt à. Ok, anh em mình bây giờ xuống đáy biển tham quan tí nào. Ui ôi, bên này có cái gì mà căng thế này. À ha, độc lặng của tôi. Lại hết oxy rồi, lại phải thở. Ok, cứ đang chơi mà lại hết oxy, cay thực sự. Ồ, cho chim biết thôi. Nope. Yeah. Đùa luôn, mẹ con kiểu gì ấy. Thực sự ạ. Rồi, cho hít. Đấy. Này, tính ra chơi con hải cẩu đấy, anh em mình phải hít hà liên tục đấy các bạn. Tốn oxy phết. Nào, tiếp tục đây. À, đây. Miếng thịt to thơm ngon. Miếng thịt to thơm ngon. Liệu tôi có ăn được không ạ? Nope. Ui dồi ôi, đồng loại kiểu gì đấy. Không biết nhường cơm xẻ áo cho nhau à. Cay thế nhờ. Con này bị làm sao đây? À, con này hết oxy à? Cái gì đấy? Anh em để tôi bay lại cho anh em nhá. Ghê chưa? Này, tôi làm chó đại dương mà tôi lại cứ tưởng tôi là chim trời. Bay hơn cả siêu nhân. Rồi, bây giờ anh em mình đi loe hoe ở dưới này tí. Cay thế chưa? Tại sao lại cứ hết oxy? Bực thật sự. Rồi, anh em mình di chuyển đi. Đi ra chỗ nào mà nó có nhiều thịt hà một tí. Chứ cứ lêu hêu ở đây là dễ hoảng lắm anh em ạ. Tôi đang đi đâu thế này? Tình hình là tôi phải sống gần mặt nước để có nhiều oxy hơn. Chứ không bây giờ mà cứ đang bơi ở dưới mà lại phải lên hít oxy thì tôi cũng hoảng luôn nhá. Thực sự đấy. Ít ra thì nó phải cho mình nhiều oxy một tí chứ. Rồi, tí nữa mà tôi mà có quên mà không ngoi lên để hít oxy thì anh em nhớ nhắc tôi nhá. Đây anh em. Từ, hít oxy đã. Chưa chơi được cái gì, từ nãy chỉ toàn hít hà thôi. Bực chưa? Ui dồi, sao lắm thịt thế. Các anh ăn không chia cho em à? Đéo. Các anh làm này, các anh có mặt mũi nào để nhìn em được không? Lại hít. Thôi, này, thôi nhá, chuyển hộ khẩu lên bờ mà sống bạn ạ. Rồi, chạy. Nhìn con kia nó đầu gấu quá. Lại hít. Rồi, ui trời. Bay xa thế nhờ. Ok, bây giờ thì tôi sẽ... Ui giời, thịt kìa, thịt này chắc chắn là của tôi rồi. Đây, đúng rồi. Hít. Rồi, hít đã, rồi, ok. Rồi, ok. Uầy, ai ở đâu tốt bụng nhỉ? Để lại cho mình nhiều thịt vãi cả trưởng này. Bên này nữa. Bên này vẫn còn. Rồi, lại phải hít. Anh em mình chỉ sống... Cái gì đấy mẹ, cả mình con này mà nó định lao vào nó cắn mình á. Con này định lao vào cắn mình á. Cho xin cái tuổi. À, nó cắn mình mất 6 máu. Cho xin cái tuổi. Từ để hít oxy ra đây, anh em mình cắn nhau tiếp. Rồi. Đùa chơi con hải chó này nhục quá anh em ơi. Cứ đang cắn nhau lại phải xin phép đối thủ lên hít oxy. Rồi, ok. ok. Uầy, dưới này nhiều thịt chưa. Uầy. Ngon. Uầy, cái gì đây? Tôi vừa hút cả con cá mập ma vào bụng luôn. Uầy, quá nguy hiểm luôn ạ. Để xem là anh em cắn được con này không. 5 con. Đừng. Chết chưa.
Mới có 25 thanh xuân mà cứ tưởng làm chó là mình sủa cả đại dương. Lại chơi lại à? Đây. Ok, không sao, không sao. Tôi sẽ đứng ở trên bờ nhá. Tôi nhìn chỗ nào có nhiều thịt là tôi bơi đến chỗ đấy. Đấy, kiểu vận động viên, nghe thấy chưa? Đâu. Mấy con này chúng nó chỉ có đớp thôi, chúng nó không chia cho mình đâu, bực lắm. Rồi, anh em phải lặn sâu một tí thì mới có hàng để mà ăn được. Đây, bên này có vẻ là nhiều cá này. Lại hết oxy rồi. Từ từ đấy, để tôi thở tí. Rồi, để tôi thở tí. Rồi, mình sẽ săn mồi con này luôn. Săn con này luôn. Săn luôn. À, con cá heo kia nó vào cắn của mình. Ôi bạn ơi, từ từ nhé bạn ơi, từ từ. Bạn tránh ra để tôi lên hít oxy, không tôi chết bây giờ. Bạn tránh ra. Đúng rồi. Thằng nào vừa lại cắn mình cái nhỉ? Đây. Thằng nào vừa lại cắn mình bây giờ mình cho biết thế nào là lễ độ luôn. Cho biết là lễ độ luôn. Từ từ bạn ơi, để tôi hít oxy. Rồi. Rồi, thằng nào vừa lại. Thằng nào vừa lại cắn tao. Cho biết thế nào là lễ độ luôn. Rồi, hút. Rồi, ui dồi, lên level 3 level. Ui. Uầy. Từ từ bạn ơi, để tôi lên hút oxy cái. Ok. Anh em lại chạy xuống. Rồi, đâu, thằng nào vừa lại cắn mình. Đâu. Đây, bên này. Thằng vừa lại cắn tao. Thằng này đúng không? Thằng đủ con lợn. Tránh xa, không biết oxy ngất bây giờ. Rồi, ok. Đâu, đủ con lợn đâu rồi. Đây, con này là con lợn nhá. Con lợn của đại dương. Thế là tôi sẽ cắn thịt nó trước. Tôi thích ăn thịt lợn anh em ạ. Ôi kìa, rồi. Mới có level 11 mà tôi nuốt chửng được cả lợn đại dương. Này, tôi nuốt chửng được này. À, con ôi trời ơi, con cắn gãy xương tôi. Trời ơi, bó bột. Trời ơi, bố làng nước ơi. Bố làng nước. Con đứa nó cắn gãy xương tôi. Đâu rồi? Thằng nào cắn gãy xương tao? Bực lắm rồi nhá. Rồi, mình xin. Rồi, mình xin. Ui giời. Xin lỗi bạn nhá. Ui giời, con này nó cắn mình 400 máu liền. Con này đúng không? Từ đấy nó cắn mình hai phát. Bực lắm rồi. Rồi, con nào cứ level qua đây là tao hút vào hết. Rồi, ok. Anh em mình level 34 rồi. Chó này hiện tại đã level 34 rồi anh em nhé. Mình bây giờ đã ở một cương vị khác nhá. Trong khi các bạn còn đang mải sủa bừa, cắn bừa, thì tôi đã lên level 34. Anh em hiểu ý tôi không? Tôi bây giờ đã ở một cương vị khác rồi. Tôi nghĩ mọi người cũng nên học tập tôi. Rồi, ok. Từ từ để tôi zoom ra xa tí. Thề luôn. Trong khi mà chơi cái con này, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là cẩn thận hết oxy kìa bạn ơi. Cứ chơi được một tí bắt tao hít với hàng. Hơn cả con nghiện. Nghiện oxy anh em ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ chơi cái chế độ là anh em mình cứ ngửa cổ lên như thế này. Đấy. Hít lấy hít để. À đây, anh Đôn. Solo anh Đôn luôn. Solo anh Đôn. Ok chưa? Từ từ, hết oxy rồi. Anh Đôn đợi em tí. Rồi. Anh em thấy chưa? Ở level 42, tôi solo thắng cả anh Đôn luôn đây này. Để xem tôi có nuốt chửng được không? Tôi nuốt chửng được cả anh Đôn. Oh shit. Từ nay gặp anh Đôn là tôi không sủa nữa, mà tôi nuốt luôn. Thằng nào cắn tao đấy. Từ từ anh em ơi, có đứa nó đang cắn mình. Làm gì đấy, nó lại ngửi nách tao à? Từ từ, tôi đang bị một con cá nó ngửi nách anh em ạ. Tôi bị hôi nách mà lại có đứa đi ngửi nách tôi. Quái cả trưởng. À, xin chào anh Đôn. Ôi. Dụi mắt để chứng kiến tình yêu của em dành cho tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hút được Megalodon ở level 40, à, level 52. Lần đầu tiên luôn. Ui giời, tôi hút hết mấy con này luôn. Ui đúng là chó anh em ạ, mồm to vãi chưởng. Rồi ok. Rồi, ngon, thơm. Bây giờ là tôi sẽ là bảo kê cho toàn bộ cái đại dương này.
Đấy, đấy anh em nhìn này, này. Ngay cả mấy cái con cá lít nhít này nó cũng bắt đầu lao vào nó đánh nhau. Không hiểu kiểu gì. Đại dương dạo này tô xích thực sự. Đấy, 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 đây này. Mấy con này tô xích lắm luôn đấy. Nó lại cắn tao. Úi dồi, nó cắn mình 200 máu. Ôi, ôi, cái con cá này nó vừa cắn tôi 2000 máu lại trở về làm chó level 1 à. Đây, 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 đây. Anh em này, mấy con cua này nó điên lắm anh em ạ. Đây này, nó cắn cả khủng long này. Vâng, phóng viên thường trú Pop Pro dưới đáy đại dương cứ đang tường thuật trực tiếp diễn biến dưới đáy đại dương thì lại phải lên hít hà oxy. Thật là nhục. Ok. Ai, ôi anh em nhìn này. Con hải cẩu này nhá, nó to bằng cá voi cụ luôn. Này, nó to bằng cá voi cụ luôn anh em. Không, không đùa được đâu, không đùa được đâu. Bây giờ các loài vật dưới đáy đại dương nó điên quá rồi. Tôi chẳng là cái gì cả. Ui, chỗ này thơm bơ đấy. Chỗ này mấy con này chắc tôi nuốt được chúng nó. Ui, khó. Khó đấy, mấy con này cũng to quá anh em ơi. Ôi, lại lên hít oxy nào, không hoảng. Ui, tôi vừa nhìn thấy có một miếng thịt nó đang bay ở trên không. Và tôi sẽ lao nó đến. Tôi lao đến với vận tốc của tên lửa luôn. Đùa. Rồi, ok, 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 ok. Bao nhiêu rồi, level bao nhiêu rồi? Wizard level 12 luôn. VIP luôn. Bố của các cháu luôn. Bố các cháu luôn. Bố các cháu luôn. Bố các cháu luôn. Bố các cháu luôn. Rồi, nhắc lại chuyện tôi. 2000 years later. Ok, và hiện tại tôi đã quay trở lại với cương vị cũ của mình rồi nha anh em nhá. Tôi level 33 ở đây. Bây giờ, ui giời ơi. Ui giời ơi, đâu, để đâu, ui giời ơi, thơm ngon bổ rẻ luôn. Từ, oxy, oxy, oxy. Đó. mỗi lần hít oxy tôi lại chuyển sinh thành chim anh em ạ. Chim chó. Đâu, đâu, hút rồi, ok. Đấy, anh em thấy chưa? Lên level bây giờ nó easy lắm. Nó chỉ khổ thời gian đầu thôi. Bây giờ một khi mình đã to, mình đã nuốt được chúng nó rồi thì mình sợ gì bố con thằng nào, đúng không? Nào, bây giờ tôi sẽ chuyển địa điểm nhá. Anh em đi qua bên này xem nào. Đây là đâu đây? À rồi, tôi biết chỗ này rồi. Chỗ này chính là chỗ mà có Megalodon đây. Nào, để đi tôi đi xem Megalodon nó đi thì đi hướng nào nhá. Megalodon thì hình như là phải đi hướng này. Rồi, hai con này đang làm gì đây? Chúng mày chơi vòng quanh sô-cô-la. Ui, ui, con bọ siêu to. Anh em có nhìn thấy con bọ không? Ui, anh em nhìn này. Tôi đã từng chơi con bọ này lên level 400 và thực sự đây là một trong số những cái loài siêu mạnh. Siêu mạnh luôn anh em ạ. Để tôi thử xuống solo với nó nhá. Hiện tại máu của tôi là tứ quý 3. Đâu rồi? Đâu, con đi đâu nhỉ? À đây. Để tôi thử ra solo với nó xem nào. Con này khỏe lắm. Đấy. Ôi thì chết luôn rồi. Quá yếu. Không phải do nó yếu mà do tôi quá mạnh thôi anh em ạ. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến ra chỗ Megalodon nha anh em nhá. Đây, tôi sẽ đi đường này. Đâu rồi? Megalodon đâu? Ở level 42 này là chúng ta có thể nuốt chửng được Megalodon rồi. Mỗi tội là phải hít hà hơi nhiều anh em ạ, bực mình thật sự. Mà chơi như thế nó mới vui, nó mới thực tế đúng không? Cái gì đây? Con gì đây? Con gì đây? What the hell? Phát hiện ra một xác của một sinh vật siêu lạ. Nào, Megalodon đâu rồi? Này, lỡ ngỡ tầm này Megalodon là bị mấy con cá khác nó làm thịt rồi cũng nên đấy. Đây này, nó to như này cơ mà anh em. Ui, tôi không nuốt chửng được nó. Ui, con kia nó lao vào, nó bảo vệ bạn nó anh em ạ. Mà làm sao mà solo được với tôi? Sao mà solo được với tôi? Tôi cũng ghê gớm một phết đấy chứ đùa đâu. Tôi là chó top 1 đại dương ấy chứ có phải là vớ vẩn đâu. Đây, con này à. Ui, con này khỏe lắm. Nếu mà nó lên level 400 á, nó là bố mình luôn. Đây, bây giờ mấy con hải cẩu đây to quá anh em. Đi qua mà tôi cứ tưởng là cá voi cụ. À ha, đây rồi, cụ đây. Bây giờ tôi sẽ thử xem anh em nuốt chửng được cụ không. Chưa anh em ạ, cụ to quá. Chưa nuốt được thì mình đớp cụ. Chưa. Ui, ui, gần 3000 máu. Gần 3000 máu một phát. Anh em thấy có tuyệt vời không? Quá được của nó gì nữa. Rồi, ui rồi, máy hút bụi rồi. Bắt đầu đến level máy hút bụi rồi anh em nhá. Ui, thơm. Bây giờ đi đâu hút đến đấy luôn. Ui, tuyệt vời, thơm.
Nào nào nào, các cháu chui hết vào mồm cụ. Ui đây rồi, đây rồi, vậy à, đánh hội đồng à? Tôi ghét cái trò đánh hội đồng lắm anh em ạ. Rồi, ok, ui giời, tôi chết rồi. Tôi hút cả mấy con chó con vào rồi anh em ơi. Ui rồi, level 57 rồi, hợp rồi. Uầy, ở đây có mấy con hải cẩu to thực sự. À đây là lại gặp cụ. Level 66, nuốt chửng cả đại dương. Level 66 nuốt chửng cả đại dương. Megalodon tôi nuốt rồi nhá. À, đến cá mập cụ tôi cũng nuốt rồi nhá. Anh em nhá. À, để xem tôi nuốt được. Uầy, tôi nuốt được cả con này luôn. Con này thì chưa. Con này thì chưa nuốt được em ạ, tại vì nó to ngang tôi nên là không nuốt được. Level 67 thôi nha anh em nhá. Mới có level 67 rồi đấy. Ok, đi hút nào, đi hút nào. Đi hút nào. Úi xời ơi, phê không? Úi xời ơi. Xời ơi, đi đâu hút này luôn. Xời ơi, phê. Úi xời, úi xời. Đã không? Uầy, anh em thấy không? Trông ngáo vãi. Bây giờ mình to phết rồi đấy. Cũng khủng khiếp của nó phết rồi đấy. Uầy, mấy con này sao nó to nhanh thế nhở? Anh em để ý không? Đây này, mấy con này này. Cảm ơn các bạn vì đã lớn nhanh để có thể cung cấp cho tôi một cái nguồn lương thực ổn định. Tôi sẽ ghi nhớ công lao này của các bạn. Xin cảm ơn. Bây giờ cá voi cụ chỉ là bữa tráng miệng của tôi mà thôi anh em ạ. 103 level. Nào, 17k máu. Bây giờ cứ một cá voi cụ là tôi lên được một cấp anh em ạ. Rồi, mình xin. Thật là tuyệt vời. Cuộc sống thật là tươi đẹp. Rồi, mình xin. Cảm ơn vì cụ đã luôn đồng hành trong hành trình thanh xuân của tôi. Rồi, cảm ơn. Đấy, anh em mình cứ ở đây thôi. Cụ cứ rơi xuống là tôi hút vào luôn. Ok, bây giờ tôi level 149 rồi. 150 rồi. 35.492 máu. Anh em nghĩ với cái level này và với lượng máu này yeah, tôi đã xứng đáng để trở thành chó top 1 đại dương chưa? Đấy, ngửa cổ lên cái cả thế giới biết mình là ai. Anh em nhìn cái con hải cẩu ở trên bờ không? Nó chỉ bé bằng cái răng của tôi thôi anh em ạ. Thật sự đấy. Đấy, nó phải là như thế nhá. Một khi mà đã là top 1 thì bạn phải vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại anh em ạ. Thế thì nó mới đủ gọi là cái gì? Sức thuyết phục. Ờ, thế nó mới gọi là đủ sức thuyết phục. Rồi, và chắc là video này tôi sẽ kết thúc ở đây. Chưa kết thúc được. Đang định kết thúc thì cắt trộm anh em ạ. Mình là chó mình còn không cắt trộm mà cụ lại đi cắt trộm. Anh em đợi tí. Rồi, để tôi xử lý ngay. Tôi ghét với thằng nào cắt trộm tôi lắm. Rồi, ok, bay đi đâu rồi? Úi dồi ôi, rồi, ok. Vâng, quả Santo trên không. Đây chính là lời chào kết của tôi anh em nhá. Rồi, chắc là video này tôi sẽ kết thúc ở đây. Lại thằng nào cắn tắt con này. Rồi, ok, bây giờ mới chào thật này. Bực lắm, tôi ghét thằng nào cắn trộm tôi lắm anh em ạ. Ok, chắc là video này mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em vì hôm nay vì đã theo dõi cái video chó top 1 đại dương cùng với tôi. Và nếu anh em vẫn thích con game Fit and Grow này, nhớ ủng hộ tôi một like và một đăng ký kênh nhá, để giúp cho kênh Podro sớm đạt được 1,9 triệu người đăng ký. Đây sẽ là cột mốc tiếp theo của chúng ta. Thế còn bây giờ thì bye bye. À, ở tập sau anh em muốn tôi làm con gì comment ở bên dưới nhá. Nếu có, tôi làm luôn. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.